chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Siwat Authentic. Chào chữ tín, sống trọn đam mê và em là Long Time. Hôm nay thì em sẽ vừa đeo một chiếc đồng hồ, vừa giới thiệu anh một chiếc đồng hồ luôn. Không phải là bởi vì em có nhiều đồng hồ đâu, mà em mới về được một cặp đôi Longines Tăng cực đẹp, muốn giới thiệu và chia sẻ với anh em. Với những người có gu ăn mặc cổ điển thanh lịch một chút thì có lẽ là những cái chiếc đồng hồ form dáng hình chữ nhật như này, hay còn anh em chơi sâu ấy, thường gọi là đồng hồ tăng ấy, nó rất là lôi cuốn và cuốn hút. Có lẽ là cái tượng đài về đồng hồ Cartier nó thật sự là rất là vĩ đại, một cái chiếc đồng hồ iconic mà Cartier đã sáng tạo ra. Tuy nhiên là không phải ai cũng đủ điều kiện tài chính để chơi một chiếc Cartier tăng solo, bởi vì những chiếc đồng hồ đó thì cái giá qua sử dụng của nó cũng tờ rơi vào khoảng 60-70 triệu cơ. Nó hơi quá sức so với cả đại đa số anh em chơi đồng hồ Việt Nam. Thế nên là sẽ có những cái chiếc đồng hồ form dáng như vậy mà giá hợp lý hơn, mà lại cũng đến từ những cái thương hiệu rất là đáng tin cậy, ví dụ như là Longines. Chiếc Longines hôm nay em giới thiệu anh em sẽ là một chiếc Longines đến từ bộ sưu tập là Longines Don Vista Tăng. Đó, một chiếc đồng hồ có form dáng nhẹ, nhỏ nhắn và dáng hình chữ nhật. Và tại sao lại gọi là những chiếc đồng hồ hình chữ nhật này là đồng hồ tăng? Thì đó xuất phát từ Thế chiến thứ hai, sau khi mà những chiếc xe tăng được di chuyển và là cái vũ khí rất là lợi hại trên chiến trường. Thì khi mà nhìn từ trên xuống ấy, chúng ta sẽ thấy cái phần mà hai anh em có thể tưởng tượng là hai phần hai cái phần càng hai bên này là bánh xe, còn ở giữa là cái chiếc xe tăng của chúng ta. Nó là về sau thì cái những cái chiếc đồng hồ tăng này nó nổi tiếng ấy, thì người ta cũng gọi luôn đây là đồng hồ tăng. Đó, có những cái câu chuyện xuất phát về những cái chiếc đồng hồ rất là thật thú vị như vậy. Đó, bên em thì chuyên cung cấp những cái sản phẩm đồng hồ chính hãng qua sử dụng hoặc săn sale với mức giá cực tốt để anh em trải nghiệm nhé. Mọi thông tin chi tiết anh em cần tư vấn hãy liên hệ với em với số Zalo hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0973 816172, hoặc có thể đến trải nghiệm tại cửa hàng Siwat Authentic, số 7 đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên. Em cũng sẵn sàng thu mua lại chiếc đồng hồ anh em không có nhu cầu sử dụng nữa nhé, miễn là nó phải chính hãng. Đầu tiên bây giờ thì quay trở lại với đồng hồ, em sẽ quay gần hơn một chút, em sẽ lên cót cho chiếc này, bởi vì đồng hồ chúng ta sẽ đang được để trong hộp để trưng bày, nó sẽ không có cót để hoạt động. Chiếc này của ta sẽ vẫn sẽ là một chiếc đồng hồ automatic, hay anh em gọi dễ hiểu hơn một chút là đồng hồ cơ tự động. Nhưng mà với bộ máy cao cấp đến từ Longines, chúng ta vẫn được trang bị tính năng lên cót tự động, lên cót bằng tay và dừng kim giây khi chỉnh giờ. Sau khi mà em lên cót một chút ý, thì đồng hồ đã hoạt động rồi. Và bây giờ thì em sẽ rút núm ra. Chiếc này chúng ta sẽ bao gồm chức năng lên cót tự động, lên cót bằng tay và dừng kim giây khi chỉnh giờ anh chị nhé. Đó, khi mà rút núm ra thì đồng hồ sẽ đứng lại như này. Đó chính là chức năng hacking stop của đồng hồ. Chiếc này chúng ta sẽ có một cái dial, nó làm mà nó nhiều chi tiết hơn, nhiều chi tiết hơn là chiếc em đang đeo một chút. Đây, sau khi mà chỉnh giờ xong thì anh em đóng núm lại, đảm bảo chống nước cho đồng hồ. Chiếc của em đeo thì nó một là một cái mặt dial trơn, còn chiếc này thì mặt dial có một số cái vân chi tiết hơn, nên là em sẽ review chính chiếc này ngày hôm nay. Chiếc này thì sẽ có cái đường kính nó tương đương với một chiếc size 38 tròn anh chị nhé, nên là nó sẽ thích hợp với cổ tay anh em có đường kính bề mặt, đường kính của cổ tay, nó size cổ tay nó rơi vào khoảng 16 năm trở lại, thì anh em đeo chiếc này sẽ thật sự là thanh lịch và rất là đẹp. Và hơn nữa thì đồng hồ tăng thì không bao giờ nên đeo to, nó phải cái phần càng dây thì nó phải nằm vừa trong cái cổ tay của anh em như này thì mới là đẹp. Và anh không biết là anh em có để ý hay không, như những quý ông người nước ngoài ấy, những cái bộ áo sơ mi hay những bộ suit họ mặc ấy, đeo những chiếc đồng hồ tăng như này nó e ấp trong cổ tay áo, nhìn thật sự là sexy và rất là đẹp, rất là nam tính nữa. Quay trở lại sản phẩm của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái mặt dial trải sọc như này, rất là đẹp và tinh tế. Đó, mặt nó sẽ không trắng hẳn đâu, và mặt dial nó sẽ trang bị một cái mặt dial màu hơi xám xám một chút. Chiếc này chúng ta sẽ được trang bị kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa này, và cái kính sapphire của chiếc đồng hồ tăng thì nó rất là lấp lánh, nó rất là đẹp. Đó, góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của thương hiệu Longines và logo đồng hồ cát có cánh. Chúng ta sẽ có đối diện sẽ là dòng chữ automatic, tên của bộ máy và ô lịch ngày, ô lịch lộc góc 6 giờ. Ô lịch lộc này thì rất được anh em ưa chuộng bởi vì quan niệm nó sẽ mang lại tài lộc và may mắn cho chủ nhân của đồng hồ. Chúng ta sẽ có những cái cọc số
đan xen giữa cọc số vạch đó là những cọc số Arabic, nó tạo ra cho ta một cái hiệu ứng đồng hồ rất là mang phong cách kiểu vừa hiện đại nhưng vừa rất là cổ điển. Nó thích hợp với là nhiều trang phục khác nhau và nó tạo điểm nhấn trên mặt đeo đồng hồ. Những cái chi tiết như là cọc số vạch hay là kim của đồng hồ sẽ đều được chế tác từ thép không gỉ 316L và sau đó được hoàn thiện với độ hoàn thiện rất là cao như là anh em đang nhìn trên bề mặt đang nhìn trên màn hình đây. Đó. Phải nói đây là một cái chiếc đồng hồ rất là đẹp và cái vân kẻ sọc này mà nó thích hợp với những anh em sử dụng những cái bộ suit mà nó có kẻ sọc một chút ấy thì nó rất là retro, nó rất là ăn khớp với nhau, nó rất là đẹp. Rất là đẹp anh chị em ạ. Một cái mặt đeo cực kỳ hiếm đấy. Đó. Đây thì em sẽ có một chiếc nữa, dây da. Đấy, chiếc dây da của em nó sẽ cũng sẽ sử dụng bộ dây kim loại như này, nhưng mà em đã thêm cho nó một bộ dây da nâu và một cái khóa của Longines ở đây để em đeo dây da như này, thay đổi một chút. Đó, anh em thấy là em rất là thích cái đồng hồ tăng này, thật sự là em rất là thích, nó rất là đẹp. Đó. Ở dưới phần đáy của chúng ta thì sẽ có những một số thông tin như là đồng hồ sẽ làm hoàn toàn bằng thép không gỉ All Stainless Steel này, logo của Longines và chuyện Swiss Made. Chiếc này chống nước ở 30m và chúng ta sẽ có sử dụng kính sapphire anh chị em nhé. Những chiếc Longines tăng như này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái đáy kín đó để đảm bảo chống nước tốt hơn cho đồng hồ và nó mang lại cái cảm giác cổ điển hơn cho đồng hồ anh chị em nhé. Đó. Bộ máy của chiếc này thì sẽ hoạt động tần số động là 28.800 VPH, mang lại khả năng tích cót đến 42 giờ và một bộ máy được hoàn thiện rất tốt bền bỉ đến từ Longines. Tất nhiên rồi, lựa chọn Longines là anh em sẽ lựa chọn một cái thương hiệu lâu đời, cổ điển và thật sự là tinh tế. Ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái núm tương đối nhỏ, đó, rất là xinh xắn. Bên góc trái thì sẽ là một phần case hoàn thiện bóng. Chất thép của Longines thì anh em thấy rồi đấy, rất là bóng bẩy, rất là sáng. Và sẽ đây sẽ là một chiếc đồng hồ siêu lướt anh chị em nhé. Một chiếc đồng hồ siêu lướt mà tình trạng độ mới còn cực kỳ cao. Em sẽ lau đi một chút để anh em có thể thấy độ mới chiếc này rất cao. Đó, rất đẹp. Logo, khóa. Đó, và đây là em đang đeo một chiếc dây da. Bây giờ thì em sẽ tháo ra để ướm một chiếc dây kim loại lên cổ tay cho anh em xem. Chiếc này thì phù hợp với những anh em thích phong cách ăn mặc cổ điển, sang trọng, lịch lãm. Những quý ông thật sự là thích những cái sự cá biến. Thích những cái sự cá tính và khác biệt. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Chiếc này thì hãng nó bán mới mức giá khoảng 46 triệu nhé. Em đang có hai chiếc, hai phiên bản khác nhau để tùy sở thích của anh em. Thì em đang giao lưu hai chiếc này với mức giá cũng rất là tốt thôi. Chiếc mặt chải xước này, mặt kẻ này thì em đang giao lưu mức giá là 18.500.000. Còn chiếc mặt trơn này sẽ là 17.500.000 anh chị em nhé. Hai chiếc chênh nhau giá 1 triệu. Chiếc này của em thì sẽ vẫn đi kèm một cái dây kim loại như này, nhưng mà em sẽ đi tặng anh kèm anh em cùng một bộ dây và khóa của Longines như này. Đó. Mọi thông tin chi tiết anh em cần tư vấn thêm, hãy liên hệ với em với số Zalo là 0973 816 172, gọi trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp cửa hàng Swiss Watch Authentic để lên tay và trải nghiệm sản phẩm nhé. Sản phẩm sẽ luôn cam kết hàng chính hãng 100%, sẵn sàng đi cùng em để thẩm định ở bất cứ trung tâm uy tín nào. Đó. Bảo hành, hỗ trợ bảo hành tới 5 năm để anh em yên tâm chơi, trải nghiệm và sử dụng sản phẩm. Bấm đăng ký kênh và kết bạn Zalo với em và để không bỏ lỡ bất cứ một cái sản phẩm nào bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em vào những video tiếp theo.